Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, hôm nay em tiếp tục test và test bản giao con vàng DB Acoustic KM30 Pro nhé. Này. Con này là con DB Acoustic KM330 Pro của hãng DB Acoustic đấy, do công ty San Việt Nam nhập khẩu về nhé. Vâng, hàng công nghệ Mỹ, xuất xứ thì Trung Quốc. Đấy, em cũng nói rõ luôn, đây là hàng chính hãng, được sản xuất tại nhà máy của công ty DB Acoustic đặt tại Trung Quốc nhé. Đấy, vâng. Và em cũng nói khá nhiều trong các cái clip trước đây rồi, là có nhiều bác hay khinh thường cái đồ made in China gì đó. Nhưng nhiều bác là gì, không biết rằng là các bác mua hàng bãi các bác đều dính hàng China hết. Đấy. Đặc biệt là nhiều khi là gì, hàng nó nhái, nó bảo nó làm made in China đấy, nhưng mà đóng cho các bác có mác made in USA rồi made in Italia đầy ra đấy. Để các bác nhá, nên là hàng này là hàng chính hãng nhá, đừng đến kỳ thị nó làm gì đấy. Em cũng nói rõ luôn, và con này thì em vẫn bán được rất nhiều, khách hàng vẫn rất tin tưởng thì mua, với đây là hàng chính hãng, mà hàng chính hãng thì chất lượng linh kiện tốt, chất âm vẫn rất là hay đấy. Đây nhá, đây là con KM30 Pro em bán và bàn giao lại cho bác Độ. Vâng, bác Độ ở dưới ở Ninh Bình, bác đã đặt mua con KM30 Pro này nhá, phiên bản màu trắng đấy. Con này là có hai màu, màu đen và màu trắng, thì bác nên lấy cái màu trắng về để ghép với con đẩy ở nhà nhé. Đấy, con đẩy của bác kiểu dạng như bọn Yamaha này đấy, nó có cái viền trắng như này, viền trắng như này, và khi mà ghép cái con màu đen vào đây thì nó sẽ không hợp lắm đấy, không hợp tông màu lắm, thì bác phải chọn cái màu nhôm phay này, màu trắng nhôm phay này cho nó hợp tiệp màu với cả con Yamaha của bác đấy. Của bác thì không phải con Yamaha, nhưng mà nói chung bác cái bảo là cái con của bác là có cái viền trắng, là bác cứ chụp cho em thì là đây, nó cũng kiểu màu như này đấy. Thì bây giờ em sẽ test bàn giao cho bác con này trước khi em chuyển đi nhá. Đây hàng về này, nó sẽ chính hãng, hàng chính hãng lúc nào cũng sẽ có một cái tua vít chỉnh vang màu đen đi kèm như này, cái thứ hai là một cái dây nguồn đấy, và một cái con vang, một con vang nhé. Dưới đây nó sẽ có cả catalog sản phẩm nữa đấy, được chưa. Đây hàng chính hãng đây anh nhá, hàng chính hãng anh nhìn này, có tem bảo hành điện tử trích xác thực hàng chính hãng luôn này. Đấy. Tem bảo hành điện tử xác thực hàng chính hãng của công ty San Việt Nam. Đây. Có hotline ở đây, và anh có thể là cài cái lớp nhũ bạc ra để anh kích hoạt bảo hành điện tử từ trên hệ thống của DB Acoustic. Đấy, và đây là cái QR code, mình sẽ cài cái tem ra để mình check mã QR code nhé. Đấy. Được chưa? Cái hàng chính hãng lúc nào cũng sẽ có một cái tem ở bên trái đây nhá, đây bên trái đây cái chữ DB Acoustic màu xanh có cờ của Mỹ ở đây. Đấy, hàng không bị Mỹ mà. Đấy, và trên cái này nhá, đây em sẽ bỏ hẳn ra cho anh xem luôn. Vào đây nhá, đấy thì trên con DB Acoustic là cũng sẽ có cái chữ DB Acoustic dập chìm giống như này. Ở trên hàng giả thì em thấy là ngày trước là cái con hàng giả mà bên DB Acoustic từng mang sang cho bên em để hỗ trợ cho đại lý phân biệt hàng giả hàng nhái ấy, thì là không có chữ DB Acoustic dập rồi ở trên đây. Đấy, rồi là dưới đáy đây, cái nguồn của người ta là nguồn nguồn rời, nên là thường nó sẽ có cái ốc ở dưới đáy như này, nhưng mà trong các cái bọn DB có tích kia là không có. Đấy, thì đấy là một số các cái mà lưu ý, được chưa. Đấy. Rồi kể cả các cái chữ DB có tích đây, không chữ người ta như này, không chữ của bọn nhái nó sẽ khác đi một tí, không chữ bọn nhái nó sẽ khác đi nhá, quý vị lưu ý. Đấy. Ok. Còn con này thì hiện tại em chưa thấy có thông báo là có hàng nhái. Vì đây là hàng mới ra, nó chưa kịp làm nhái. Đấy. Nên là các bác cứ mua con này là cứ yên tâm luôn. Và em cũng cam kết với các bác luôn nhé. Cam kết với các bác, cam kết với cả anh luôn. Anh Độ, vâng, anh Độ ở Ninh Bình nhé. Là con này nếu như nó là hàng giả hàng nhái, em đền anh 10 lần tiền con này luôn. Đấy. Con này, đấy, giá của nó cũng chưa đến 3 triệu đâu. Đấy, chưa đến 3 triệu con này đâu. Nó cũng rẻ thôi. Về ghép vào... vang ghép con này vào để hát karaoke rất ok này. Ấy bộ thôi ok, không nằng nhằng nhé, em vào thẳng chủ đề chính là sẽ test con vàng lên nhá. Đấy, bàn giao cho anh xong về cái mặt giấy tờ thủ tục rồi. Đấy, bây giờ thẳng vào vấn đề là con này hoạt động hay không, cắm điện lên hay không, ra tiếng nhạc không, là tiếng mic hay không, ra tiếng vang hay không nhá. Ok. Em kết nối con vang này xong đây rồi nhá. Thì là anh đang cần hai chức năng, là chức năng kết nối quang từ trên TV Smart xuống để phát nhạc từ TV Smart ra hát karaoke. Cái chức năng thứ hai là chức năng Bluetooth nhá. Thì bây giờ em sẽ test cho anh từng chức năng một này.
Đầu tiên là Bluetooth trước đi. Anh muốn chuyển sang Bluetooth nhanh, anh input ở đây cho em. Anh input và chuyển nó sang cái input nó có tên là B Blue nhá. Đây. Đây, Bluetooth. Đấy. Được chưa? Sau khi chuyển sang cái đầu vào Bluetooth này xong rồi thì mình sẽ bật cái điện thoại của mình lên này. Đấy. Bật điện thoại mình lên và kết nối Bluetooth này. Mở Bluetooth lên. Đấy. Mở Bluetooth lên xong thì mình sẽ dò Bluetooth. Đấy. Thế Linh dò tìm nhá. Wow, bên cạnh đây nó có cái điện máy xanh một đống Bluetooth. Tất cả các cái Bluetooth này thì nó sẽ có một tên là karaoke mixer để mình kích vào đấy nhá. Đấy, mình kết nối kích vào cái karaoke mixer này. Đấy, thì sau khi mà xong được rồi nó sẽ ghi là đã kết nối cho âm thanh. Đấy, thì mình bật nhạc lên mình nghe là xong rồi đây. Đấy, ví dụ như con này thì nó kết nối Bluetooth ok luôn. Đấy, được chưa? Bây giờ tiếp tục là kết nối quang đi. Đấy, kết nối quang thì đơn giản hơn. Đấy, mình ấn input ở đây. Chuyển sang OBT là xong rồi. Đấy. Chỉ cần cắm từng quang từ trên TV xuống đây là xong. Đấy. Đây đường dây quang đấy nhá. Nguồn phát quang em đang dùng là một cái đầu CD ở đây. Thế vì cái này mà em hy sinh mất một con đầu TV rồi đấy. Cũng chỉ vì nó gần cái nguồn 220 có một cấm phát em mà nhỡ tay em cắm mà chết một con CD này rồi. Đây nhà đường quang này. Đấy. Thì ok này. Được chưa? Đấy và nguồn tín hiệu nhạc là có nó sẽ nháy đèn này. Đấy. Tất nhiên là cái độ nháy của nó sẽ liên quan đến cái việc mà mình mở lượng music to nhỏ. Đấy, đấy chưa? Mở music to nó sẽ nháy to, nháy nhiều. Còn mở music bé thì sẽ nháy ít. Đấy, đương nhiên rồi. Tín hiệu nó ít vào mà, ít vào nó phải nháy ít thôi. Đều đương nhiên rồi. Nhá. Đấy. Đây còn đây phần mic này. Đây. Phần mic nha. Này. Đây quý vị nhìn này. Cái volume nó sẽ hiển thị có số ở đây nha, nhảy số ở đây nha. Đây. Đây, ví dụ như là music này. Đấy. Bạn lên này, nó sẽ nâng số lên này. Đấy. Được chưa? Tương tự, cái mic này đang lên này, sẽ có tiếng lên này. Effect cũng vậy nhá. Đấy thì con nhìn ở đây chúng ta có thể nâng hạ theo này. Tuy nhiên thường cái kinh nghiệm của em hay để effect là 12 giờ luôn. Mic nó để tầm này và music để tầm này. Đấy thì nó hát nó sẽ khá là quyện nhau. Đấy. Đấy nhá. Ok em sẽ thử cái phần này. Em sẽ vặn nhỏ music xuống này em thử phần mic nhé. Nốt 1 2 6 7. Đấy nhá. Vang ra bình thường luôn này. Nốt 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. Đấy.
Được, 1, 2, 6, 7. Là anh muốn nhạc nhiều nhạc ít thì anh căn chỉnh thêm ở cái phần repeat delay ở đây nhé. Repeat delay ở đây này. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Để em đang chỉnh theo cái yêu cầu của anh là chỉnh ít delay với ít reverb nhé. Đấy, còn anh muốn thêm thì anh có thể vặn thêm lên nhé. Đây. 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 Anh muốn tăng này, anh nhìn cái reverb đây này. Nhìn cái reverb đây nha, anh muốn tăng thêm reverb lên này. Anh vặn cái reverb lên thôi. Đấy, thì cái reverb nó sẽ lên này. Đấy không ạ? Ngoài ra nó còn liên quan đến reverb vôn nữa. Đấy, anh muốn nhiều vôn này thì vặn cái reverb nó lên nhiều. Đây nó sẽ nhiều này. Đúng. 1, 2, 6, 7, 7, 2, 1. Đấy. Cần nhiều delay repeat nữa thì là mình đẩy lên thôi. Đấy. Đúng. 1, 2, 6, 7. Đấy, được chưa? Tình yêu có từ nơi đâu, đi qua năm tháng đợi chờ, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Đấy, ok nhá. Đấy, thì đấy là cái phần echo effect. Đấy, nói chung là nó đầy đủ hết, mic mic nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, bây giờ em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh nhá. Con này thì là chạy ok luôn này, KM30 Pro. Thì bác nào có nhu cầu mua cái con này thì hãy liên hệ cho bên em nhé. Hàng vẫn về liên tục và vẫn đủ cung cấp cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ theo số điện thoại 0966 594 581. Và con này thì giá nó đâu khoảng tầm 29-50 gì đấy thôi. Đấy, gần 3 triệu gì đấy thôi. Thì để có giá tốt nhất thì các bác cứ liên hệ nhé. Đấy, vâng, số điện thoại liên hệ là 0966 594 581. Vâng, xin chào các bác. Vâng.